Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít ruột đỏ cập nhật ngày 23 tháng 3 2024 giá có tăng nhẹ nha bà con. Thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu, giá mua tại vườn, mít nhất 72.000 đồng một ký, vẫn áp dụng lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì 62.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký đến dưới 8 ký. Mít ba 42.000 đồng một ký và mít chợ từ 9 tới 10.000 đồng. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.